các hoạt động của quán nghiên cứu về một nhân quyền online về chú Bồ Tát về ngành để tổ chức những nghĩa quyền một. Tôi nghĩ như vậy một thân nợ Đức Phật cùng bốn nghĩa chấm nó vị đại biết số quân thế sinh viên là thành một đó. Tất cả đệ tử của Phật đều là bậc đẳng cháu qua lợi nghĩa chỗ pháp về chỉ phép. Cái ngày khiếu sự việc cơ cõi và anh tổ ý nghĩa mà đã đến. Họ theo Phật chuyển pháp luân vị dự khen nhận dạy của Đức Tôn, nhiễm trì với thanh tịnh trong đối lộ. Họ là bậc đẳng mọi tất cả chúng sanh trong đối cõi. Cái ngày hiện vô lựa thân để đổi thoát các chúng sanh. Biết trừ có hội những sanh ở vị lai để thoát tội trong lợi. Tất cả ngài là đại trí thông tử, tôn vệ đại thạc thị, tôn vệ đại tót, tôn vệ tiền hiệu, tôn vệ đại tánh và những vị khác như thế làm nguyên thủ. Đã có vô lượng bài độc giác để đẹp đến vị quẻ vô học cùng với những vị sơ phát cả đạo tâm. Tất cả đều đến cho Phật, vậy nên có vị bí số đang cư trụ. Ngã là ngày cư tử, ngày cuối cùng quán cư mùa hè cho Bồ Tát trong một phương đại tội hội với ngày dự cư tuần là ngã là ngày cư tử, ngày cuối cùng quán cư mùa hè cho Bồ Tát trong một phương đại tội hội về mong muốn được chỉ dẫn để độ cho đồng ý. Họ đã phục đức tự nhiên về chuẩn bị nghi một khi ở nghĩa của Phật. Ngày lúc bây giờ như la chở thọ cụ ngồi tĩnh lặng nhiều vì mọi người trong nhóm hội mình tiếng phải vào tất cả mọi người trong được phép được đều chưa từng có thanh âm của đại tiên nhân tiên chim vi diệu vi khao thế giới trong mười phương cho bồ tát trong mười phương đều tội hội với ngày cái tội là tội tổ khi ấy nhà vua thắng quân nhân người giỏi chế nên làm vệ thiết chế vương cung nhà vua thành phật về để thân anh đông như lai ngày cũng làm mọi chư bồ tát đến dự về giờ chư bồ tát đến dự giờ ấy trong thành kế chuyện dễ của sợi chư bồ tát cho chúng ta ở những đời và đây tiếp thọ thiết chế đức phật về ở chư bảo gì cái tội tư tối tội về phong chia thất an cho kế chư bồ tát về cái biển trong đến tên chư phật tối an cũng dường cái cha trụ như chỗ đó không dễ thanh thủy do nhận loại thanh riêng và đường xe chân về nếu không gặp đến giữa lúc chư tăng chưa khắc thọt ngày một mình cho đường về bờ công cò thì thường thủ và tại giới thọ cuối cùng về ngoài ấy do chẳng ai cũng dường nên khi bây giờ về đạo thành tụi khắc thọt giữa lúc có thọt từ vị tới chỗ đầu tiên đến vị tới chỗ cuối cùng ngay lúc người trong lòng rằng sĩ nhỏ thứ anh từ sĩ nhỏ thứ anh là một người chân khỏe của chúa trung quý thật tuyệt vời người dường giỏi thanh tịnh hay kỹ làm nghề mà họ hay kỹ làm nghề mà dưới thuần chỗ ấy mà do có thọ bình đẳng và từ bi ngài chẳng hề kiên nhẫn chọn như thế nào mà chỉ lưu với tam tra thời chúng ta được vô lượng công đó chúng dễ cái này biết ngài chúng mẹ cái này biết như lai sẽ gọi trách tâm dễ thiền nghiệp và chúng dễ đại quyết là những bọn trong mẹ tâm trang bị đảng do chúng theo lời dạy của như lai về sự cô độc bình đẳng về công đức các người khỏi lòng nghi về bán khi đi một cái hẹp của thằng kia ngài tình trạng đã còn ngồi với nghiêm chánh nghiêm về tình chỉnh về công cảnh chúng theo theo có thọ và do bởi có thọ theo tương tự khi ngài có thể đi quay cái nhà chùa bất chợt bị chúng đại nhân thọ với số mệnh chú thọ cổ phạm chỉ hoạt phát trả lời để có được từng bộ vị trời phạm tiên ở phạm tiên một cô gái vừa đọc cái nghe để cúng dỗ người lên nhâm sạc ép xe tới khi giới thiệu của người sẽ bị phơi vì ngày này về cái nhân có thể khi thọ sẽ chấm như lai quyền về vì muốn nghe phải biểu nhà vua truyền dạy đại thần cùng kẻ cư sĩ đều đi theo họ lúc bây giờ trên đời có dùng kẻ như lai phóng đem 100 lụa sáng bảo của ấy chú minh xuất hiện mỗi sáng bảo ngàn cảnh trên đã có thao họ đang ngồi sẽ bằng với tư tay áo sáng về tư tay thần chủ khi ấy như lai xin lệnh cho dù có tựa bên thần chủ đấy về hỏi cái gì cả này về khi chú là gì ạ khi chú người ta về giữ cái tù té đợi ngày thầy lên rồi khi ngày cùng ca cho mình cho họ khi thấy vợ ngày thầy đại lễ về tăng khám ngày đó họ người thuộc nào để giờ chị chiến hương nếu băng mè không chuyên tâm tập lộ cũng dễ còn cho tên phò thì dễ cho mà thầy thứ dạng cho thầy thứ dạng cho mình về phương tiện tối sơ nhận lại sự cho đáp với việc của chị quen về thiền định mẹ chú Phật Như Lai trong một phương đồ tại tòa trèo là dù lúc ấy có vô lượng một tẻ nhìn cái màu cùng với cái hoạt đại ứng chân độc giả cùng với những người khác tự thế giới trong một phương tất cả đều có thể nghe ngồi xuống về chờ đợi trong lần yên thức thật đến trời lúc bây giờ Như Lai dù cái tay đê số đến đầu ngày thời về biển ngày này cái đại chúng nào có một trang đệ tên là bà đại cố gắng nghiên cổ về bệnh nhân của Như Lai về chú có một có mở cái định tên là phò đảnh của cánh chứng cổ về của tốt gần hạn đó là kênh cửa đặc biệt đến con đường vi diệu chứng nghiêm mẹ cho bệnh Như Lai trong một phương đường sâu trong thế giới ông này là nghe đưa phò để về rồi đợi tiếp thọ chỉ phò biển ngày thời chấp tay về chờ đợi tiếp thọ chỉ phò biển là thấy ông tay và ông là trao tạo về chia sẻ về chiến sĩ tình cảm thương lấy giữa dân tộc vào lúc đầu tiên khi phát tâm tu đạo ông đệ thấy cái thế hệ thủ tán gì ở tay khi ông từ bỏ thân khi ông từ bỏ ngã thanh trọng của thế gian ngày thời thứ ba là thưa tôn chỉ thấy 42 tháng ngày tuyệt diệu và thân hình ảnh trừ như đó lấy có thường từ con thường tự nghĩ rằng kẻ tướng hiệu như thế không thể từ tâm dục và sẽ ra vì sẽ thể bởi dục cái tốt dựa với cầu của tinh dịch tốt thôi về mỗi bộ tập luận có thể sẽ ra một thân thể tụ tâm tình diệu quan sát về tiêu cái tụ do đó của các ngựa kẹo rõ tóc và tiêu phật đức phật bèo làm tất cả nội do bài biết rằng tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay do bởi chẳng biết thành chỗ trong tâm và tinh tình nhân thể thế và đó sự dân cỡ văn tuổi cho bạn tuổi chết họ nên họ phải luôn chuyển trong thanh tử
hôm nay muốn nghiên cứu đề của thượng để trong tạo nhận ra bốn chấm sáng. Không phải chỉ là câu hỏi vô tay vội tâm chất trọt, ông thể chỉ là câu hỏi vô tay với tâm chất trọt vội chứ vội như lá trong mỗi quan đồng đi với con đường đó không sinh tử. Chơi dùng tâm chất trọt về là chính trực như thế, trong suốt tất trận đấu tập từ buổi đầu tiên cho đến cuối cùng, ông vĩnh viễn không gặp những cú má để có thể phía nhờ duyên bên mỗi hai tướng hiệu theo độ sức với trận đầu tâm. Ông đẻ thay vì cho cái tướng hiệu về ai là người yêu mến nhớ ngày đại hội thứ ba ràng thứ to của yêu mến trong quan mang người ta của mình do bởi má của con thay cái bởi má của con thay cái tướng hiệu tự tạo. À, bởi mấy cô con ta cứ hẹo tụ thắng như lai nên ta của sanh nhân mệnh do đó có nghĩa rồi cũng sanh tử phật bị liên hệ giống như lộn nội tuy ta bà má là nguyên nhân của sự yêu mến đó nếu chẳng ai nhận biết ta bà má của mình ở đâu thì có thể hẹo phật leo đây bên như có đây bên như đó nữa bị sống nhiều nhà vua về còn nhà vua có bên nhập trời nhà vua sinh này trước tiên phải biết giả đến chỗ nào đây là lỗi lầm của ta bà má khiến ông phải luôn chịu sanh tử. Này có thể chia sẻ hiện tại tam bà má có vấn đề ở đâu hiện tại tôi phải làm tôi ở đâu một lời chúc sanh tất cả thời gian đồng tiến đàn tới táo vào cơ nghiệp không đây giống như con đây giống như việc con nhìn xem đôi mắt xinh xắn của Như Lai thì vì chúng là một phần của vợ nay con xin xem mắt tay một lửa tôi sống với bốn chồng và chúng tôi có một đứa con do đó tâm của người do đó thức tăng chúc sanh tao phật hiện thị như hiện tại ông đây trong dãy đường Như Lai ông có thể thấy cái chiến thắng vậy bây giờ đã đi ở đâu tôi ở đâu dạy với người chủ kế thanh tịnh ở vùng cánh quả đậu về cái chiến thắng thật sự của người trên đường này cái thầy này có thể bây giờ ông đang ở trong này thầy bây giờ đang cái đường của Như Lai ông thấy gì chưa tiên thưa cho hiện tại con đang trong địa đường Như Lai chưa tiên con thấy Như Lai ở trong gia đường chưa tiên con thấy Như Lai tiếp đến con đang tiếp đến con thấy đệ chủng rồi nhìn kỹ ra bên ngồi thấy Vương Lam này cái này tại sao nhìn kỹ đây bên ngọn đây mới làm tôi to bởi những cái cửa cửa sổ mà to nên có thể trong giai đoạn do đã có thể trong giai đoạn thay đất xem phòng bệnh nhân hệ đúng như ông nói tí thân trong giai đoạn như những cái cửa cửa sổ mà to nên ông có thể trong giai đoạn thay đất xem mới làm về ví như có người trong giai sổ nếu người giai sổ nếu có người trong giai đoạn mà trong Như Lai thì họ có thể thấy bên ngoài giai đoạn sao hay chăng mà nãy thưa ba rằng thưa to tôi tôn nếu trong giai đoạn mà không Như Lai thì sẽ thấy khu rừng xuống nó thật không có vẻ ấy và anh hãy nhận thấy ông thì cũng như thế do tâm con có thể hiểu rõ và thử vậy nếu tâm hiện thiền của ông có thể hiểu tâm một thứ về nó thật sự ở bên trong về nó thật sự trong thân của ông thế thì ông phải biết rõ trong thân trong nhỏ thế thì ông phải biết rõ trong thân trong nó cơ chúng sanh này tại trong thân rồi mà tại cái bài xung quanh chăng cho dù nó ở trạng thái tiếng cho dù nó ở trạng thái tiếng ghe ra lá hay gì vậy thì nhau và thể móng hay trong một dài có chỗ động hay mình đạo sao là trong biết nếu với trong trạng biết vậy thì sẽ biết bên ngoài chứ đâu phải biết rằng điều nói là tâm hiểu rõ về phong biểu trong thân thật có vị ấy nhà thầy thưa rằng thưa tôi khi nghe Như Lai thuyết giảng với em như là như thế cũng tạo vừa ra rằng thân của con phải ngồi thân vì sẽ còn lại thể với như một điện thoại sẽ nhắc phòng thì trước tiên nó phải chiếu sẽ trong phòng chữa rồi sẽ còn nó chiếu xuống cửa và đây nó ngồi sân tất cả chúng sanh không tại trong thân mà chỉ tại ngồi thân đây giống như việc đây giống như việc đạo ngồi điện với ngồi căn phòng nên sẽ không thể chiếu vào trong nghĩa lý này đã nghe từ đó có nghĩa là về đồng rồi với liệu nghĩa của Phật nó không thể sai cái đâu có mẹ Phật bên này vừa rồi những vị sư của ta đến thập phương đức và từ từ cấp độ sau đó trở về được cái chân thang qua trò thực phẩm về lao tê để thọ cho xong nhưng ông nhìn anh nhưng ông phải nhìn những vị siêu xem nếu chỉ bằng ơn nếu chỉ một người ăn thì một người có na chăng ngày này đưa rằng ngày này thương có phải là đưa vậy không đưa to vì cho thể tuy thân thể của ảnh những vị sư đều là bẩn chót nhưng thân thể về lối sinh họ của người chẳng nhắn nhau đó thì làm sao một người ăn có thể kiểu một người đã cái chữ Phật bên này nếu tám quan nhận thật rõ về thì biết rằng nó thật sự có mọi chấm thân đó thời tâm và thế thời thân và tám quan sẽ ta rời về chúng có lý của nhau nhau tám sẽ không thể cảm nhận những gì tâm biết về tám không thể biết những gì tám cảm nhận anh tay này đưa bàn tay mềm mại như một người cho ông có khỏi phân biệt khi nhắm mắt chăng nghe ngày này đi tôi phật đàn vậy có thưa đâu nếu tám và bạn cùng nhận biết thì sao tám có thể ngồi có chữ cho nên phải biết rằng điểm nói là tâm biết rõ về không biết chấm thân thì có việc thật không có việc ấy nhà này tôi phải làm tôi tôn với những lòng Phật dạy do không phải trong thân nên ta có hỏi trong đó do thân và tâm làm việc giống về chẳng tới đợi nhau nên tâm hỏi bên trong tại nay con để biết là đâu nay con để biết đâu phật bên này thế thì nó đâu ngày đại thưa có rằng thưa tôn bởi cái tâm hiểu rõ này chẳng biết dễ chấm nhưng lại biết rõ với người theo suy nghĩ của con thì nó nát cho có má ví như có một ví như có người đại nhật tay lâu lên chúng họ tuy có vật nhân chi nhưng thì dễ không bị trở ngại thì dễ có thể các má cách nhìn có thể nhìn thấy về phong biệt rõ ràng thì thấy hoàn cảnh không vậy tâm hiểu rõ về phong biệt không thể trong thân không phải trong con này bị nó chắc có má nó có thể nhìn kỹ về phong biệt rõ ràng mà nó có thể nhìn kỹ về phong biệt rõ ràng không bị chứng ngại để danh nó chứng má
và bên hãy hãy cứ ta là ta mà nói trong con máy như thí dụ con và ta lâu đấy mẹ khi người ấy đã nhận tới lâu đấy chứ mà họ thì nổi người ấy có thể ta nhận thấy người ấy có thể thấy nhận tới lâu đấy cha nhận thấy tôi qua rằng về thưa tôi người thật sự có thể thấy nhận tới lâu đấy khi đặt chúng cho bác họ khi đặt chúng cho bác câu họ và bạn anh hãy nếu tâm của ông tương tự như thí dụ ta lâu lê về nhìn sẽ xong rồi tại sao ông thấy mắt của mình nếu thấy mắt của mình thì ông sẽ đồng với bên ngoài thế thì ta và mắt sẽ không làm việc với nhau nếu là thể nếu chẳng thể nhìn thấy thì tại sao lại nói rằng tâm anh hát cho con má như thí dụ nhưng với thí dụ và tới lâu lây cho nên phải biết rằng điểm đó là tâm rõ về phong về không ở trong con má tương tự như thí dụ và tới lâu lây cho nên ngàn hãy tôi có rằng thưa tô nay con nói như vậy hãy nói tại chúng sau đó với trong còn chưa lộ với ngồi nói tại nói chấm tới còn chưa lộ tại cơn sáng bây giờ chúng như lai vào bây giờ chúng như lai vào một nhìn tại sáng của là thấy bên ngồi thấy thấy điện thoại qua mới nhắm lại gọi là thấy bên trong nghĩ lấy đây cả trong trăm còn bên ngoài thấy nhắm lại với điện thoại cái rồi điện thoại này chúng mới ông hay chẳng là chúng mới ông nếu gọi chúng mới ông sẽ có thể gọi là sẽ có thể là ở trong cứ cho là nó ở trong thì khi nhắm mắt về thì khi ông ở trong phòng tối tăm không mà chờ một trái điện đuổi thì cảnh tượng tối tăm này có phải cảnh tượng tối tăm ở trong ông nếu cảnh tượng tối tăm nếu cảnh tượng điện thoại này chúng chẳng là chúng mới ông xem có thể thấy cứ cho là có thể thấy bằng một cách nào khác xong qua thấy ngồi thấy ngồi thế thì khi nhắm mắt về thấy điện thoại thì gọi là thấy trong thân khi mà bác thấy xe tại sao ông thấy gương mặt của mình nếu ông thấy gương mặt của mình thì không thể thấy bên trong nếu ông thấy gương mặt của mình thì ta biết rõ của mình mắt sẽ ở không thế thì chúng là xác thực thật của ông nếu ta về mặt nếu ta về mặt ở không thì chúng con thuộc thật thể của ông nếu ta về mặt thuộc thật thể của ông nhưng ở không thì bây giờ nhớ lại thấy gương mặt của ông nó đi liễu và thuộc về thân thể của ông nếu là thế thì cái máy nhận biết gì thông con sẽ chẳng thể biết nếu cứ một bảo rằng thông về mặt mọi thứ sẽ nhận biết riêng thì ông sẽ ở hai thứ nhận biết về thông qua sẽ trở thành hai vị phật cho nên phải rằng điều đó là thấy nhân tỏ thì gọi là thấy nhân tân thật có vị ấy ngài thấy thưa ba đàn thưa tô con toàn nghe phật cái thầy cho bốn vị đệ tử con toàn nghe phật cái thầy cho bốn vị đệ tử do tâm sanh nên muốn sanh về bởi muốn sanh nên muốn cái vợ của tâm người sanh bây giờ con nói là thời tánh của sơ tư rất thật là tâm tâm có con và từ từ sở thọ mà tâm đó về từ từ sở thọ mà tâm như ra thở khỏi sanh nó không chỉ tồn tại một cái bên trong ngoài và giữa và bên hãy bây giờ anh em nói rằng do phải sanh nên một cái giờ của tâm khởi sanh từ bè từ tội sở thọ mà tâm biết đó khởi sanh nhưng cái tâm như thế chẳng có thể thành nó có thể cái đầu vào một cái gì nếu tâm chẳng có thể tánh như thế mẹ vẫn có thể kết hợp với cái tốt để quên mà chuyện giờ nhóm của chồng thứ bảy nghĩa lý này không thể đồ nếu cái tâm có thể tánh như thế thì khi dùng tay từ giữa bình ông tâm ông có nhận bữa từ bên trong ra từ ngồi về trang nếu từ bên trong ra ông chỉ thấy trong thân nếu từ bên ngồi về ông chỉ đẩy cái mặt của mình chữa ngày này thứ ba rằng tôi không nhìn thấy thì không má về tâm nhận biết chắc không về má nên nói rằng tâm nhìn thấy thì chẳng hơn nghĩa nếu ông có thể thấy thì cái trong con phòng nghĩ đến cánh cửa và nhìn thấy cái vợ chứ không phải ông lần nữa nếu có mọi ai chữa thì cái nhưng mắt vẫn chưa gọi thì ra ngoài có thể nhìn thấy cái vợ được sao rồi chắc có thể nhìn thấy cái vợ cái chữ này có thể nếu tâm rõ về phóng biểu của ông thật sự có thể tánh thì nó là một thể tánh hay nhiều thể tánh đó là biến khắc hay chẳng thể tánh đó là biến khắc hay chẳng biến khắc hãy cứ cho là một thể tánh thì cái dùng tay nhiều một con tay bốn ngón kia thì bốn ngón kia có kiểm tra nào cả thì kiểm tra bị nhiều đó không chỉ dọn nơi nếu kiểm tra bị nhiều đó không dọn nếu có thì kiểm tra bị nhiều đó không chỉ dọn nơi nếu kiểm tra bị nhiều đó dọn nơi thì tám ông chỉ không một thể tánh nếu tám ông có nhiều thể tánh thì ông sẽ trở thành người và tài tánh rồi là ông nếu một tài tánh biến khóc thì một cái nhiễu sẽ biến khóc toàn thân nếu chẳng biến khóc toàn thân thì khi chạm vào đầu và chóc một lúc ông sẽ kiểm nhận xuất chạm ở trên đầu mới không kiểm nhận xuất chạm trên chân nhưng đó chẳng phải là những gì nhận biết ngày này tôi qua rằng tôi có tôn con cũng như vợ đều luận với tập tưởng ngày giữa cái tuần về cái việc bất tử và nói rằng ta không ở trong cũng không ở ngoài nay con nói rằng nếu tâm ở trong thì nó chẳng thấy gì nếu tâm ở bên ngoài thì nó và tâm chẳng biết với nhau do tâm chẳng biết nó đâu nên nó không thể ở ngoài vì vậy do tâm và tâm biết đánh lẫn nhau nên nó có thể ở trong do thân và tâm
giao thông và tao biết là nhau nên nó không thể ở ngoài, vì vậy giao thông và tao biết là nhau về tao không thể ở trong nên tao phải giữa. Ông nói rằng tao phải giữa, thế thì ở giữa phải ông nói nhất định. Vậy cái giữa của ông ở đâu, có phải ngoài, có phải ở ngoài hay ở bên trong? Nếu nó ở bên trong thì nó trên bề mặt họ ở trong, nếu nó trên bề mặt thì không thể gọi là giữa. Nếu nó ở trong thì nó sẽ đồng như thì nó, nếu nó ở trong thì nó sẽ đồng như ở trong. Cái giữa này có vị trí trắng, nếu có thì dấu hiệu cho vị trí đỏ, nếu không thì dấu hiệu cho vị trí đỏ. Cái giữa chẳng tồn tại, vị trí dù có dấu hiệu vị gì cho vị trí đỏ, vị trí đó là bất định. Nên sao thế? Ví dụ có người dùng cái hiệu để dàn vị trí giữa, cái nhiều nó đâm về là ngón tay, cái nhiều nó đâm sẽ là ngón bát. Ký hiệu như thế không thể là một điểm ở giữa nhất định. Về tương tự như thế, nó không rõ ràng cho cái tâm hình ở giữa nghĩa là sao? Ngày này thì phải rằng thưa ô tô ở giữa mà có nói không phải là những nơi đỏ. Như là tưởng nói rằng cái máu và sắc tròn là dưới để sáng ra thuốc của má. Cái máu như loại nào sắc tròn từ vô chi thuốc của má sáng ra ở giữa chúng nên tâm hình giữa. Ông Phật viên có thể ông nói rằng nếu tâm hình giữa cái máu và sắc tròn thế thì tài tánh của tâm có đồng bộ tài tánh của các mắt và sắc tròn hay không? Nếu tài tánh của tâm vẫn chẳng đồng bộ tài tánh của các mắt và sắc tròn thì ông sẽ lăn lộn về nhận biết về việc chẳng nhận biết, vì đó là tiếng ngữ. Vậy cái giữa này ở đâu? Về cho dù tài tánh của tâm chẳng đồng bộ tài tánh của các mắt và sắc tròn thì ông chẳng phải nhận biết hay chẳng phải cần nhận biết. Cái tâm như thế cũng thể cái tâm như thế cũng thể có tài tánh, vậy thì đó làm sao có thể giữa? Cho nên phải rằng điều nói là tâm giữa, cho nên phải rằng điều nói là tâm giữa thì có vị ấy. Ngài thầy tôi phải rằng thứ to xưa con thầy Phật cùng với bốn vị đại tử tống dễ đại tiền hiền, tống dễ đại tử cùng vợ chị béo luôn, về luôn nói rằng tâm không ở bên trong cũng không ở ngoài hay giữa, nó không ở nơi đó, nơi không nhất định của là tâm. Thế thì có nơi không nhất định này của tâm có chữ Phật hiện thầy. Ông nói rằng tánh của tâm rõ phải không biệt, có mà nó nhất định, tuy nhiên mọi thứ không ở nó nhất định, tuy nhiên mọi thứ trên thế gian như không khí đất nữa, những loại bị bay hoặc đi đều có nó nhất định. Thế thì cái tâm không ở nó nhất định của bây giờ đi ở đâu, hay chẳng ở nơi nào? Nếu chẳng ở nơi nào thì nó đùi thì nó tựa như rùa cá lông hay thỏ cá sừng. Thế thì ông này sẽ có thể nói về thứ gì mà không có nó nhất định cái chữ. Do sự cơ thử tồn tại mẹ chẳng có nói đợi, những gì chẳng tồn tại thì không có tưởng, những gì tồn tại thì có tưởng, bất cứ thứ gì có tưởng đều có nơi. Thế thì làm sao có thể nói về thứ gì? Thế thì làm sao tám không ở nó nhất định có chữ. Cho nên phải biết rằng điều nói là tám bị rõ về công việc của mọi nhớ định. Đến bây giờ giờ là chỗ nhận thầy đứng dậy tiếng áo rồi phải quỳ sát đó chắp tay về thưa Phật đàn thưa tôn, con là người mọi ông nhớ của Như Lai về được Phật lại làm tội ấy, tuy đến đời xuống nghe nhưng vẫn nâng cậy tình thương ấy. Cho nên chị đã văn nên chưa được vội lậu ở do không thể chứ Phật chú thuật không thể chi ông phát không bị nợ cho dù và chị nhâm nữ, tất cả là vì có chồng biết làm sao để tiền cành vợ của trang thọt. Cảm ơn Như Lai đủ lòng chúng mong Như Lai tương xóa mẹ cơ thể chúng con về con đường tốt chỉ để những ai chưa đủ nó phải về đủ kiện vợ tề kiếm vợ. Khi nói lời xóa nghĩa này định lệ sắc đó cùng với cái là chúng đứng đợi khéo khéo về cũng cần một lắng nghe giáo pháp. Lúc bây giờ từ trên mặt Như Lai phóng ra trăm lụa ánh sáng cho lò như ánh sáng cho lò vỡ chấm ngàn mờ sáng. Khi đã khắp cái hệ thế giới của chư Phật đều cho đạo số cái về cũng đồng thời về có số lượng nhiều như với tròn đồng thời xuất hiện do thần của Phật khi cái thế giới hợp thành một thế giới. Trong cái thế giới đã chư Bồ Tát trong một phương đều còn nữa có vòi chắp tay về cung kính lắng nghe Phật đến hỡi tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay do một thứ điên đạo về tại hành giác nghiệp về tương tự như thế sẽ như chồng quỷ công nói hiệp. Những người tu hành không thể thành đạo vô thượng, các vị như những thanh văn những giác cùng với hàng ngộ đạo chư thiên mê vương họ cũng thuộc của mê, bởi đều chẳng biết lộn có nghĩa về nhầm lẫn trong sự tu tập và nhầm lẫn trong sự tu tập họ được với như họ với như kiện nấu kẻ mà muốn biết là tiếng ăn ngon vậy. Cho dù chạy quay số kiếm nhiều bụi thì cái cục trong tay đều được những gì là hai cánh hủy một cái đám tiền cầu đã dương mẹ chỉ nói về kẻ chúng sanh cho rằng thể tánh của mình là bổn nguyên của sanh tử có thể hai tuệ tánh tinh thần bổn nguyên của tại giác thực diệt, nó không có khởi đầu là sợi bé của bổn nguyên là thực tánh của ở thơ có thể sẽ đây cái duyên về cái duyên của chúng sanh là gì về bị cái duyên là
về bởi cái gen của chú xanh là diệt mã. Do gì mà sự bị đó như nó và hiệu hậu ở một lúc, nhưng họ chẳng được biết về nhầm lẫn sẽ về các đường này, về nhầm lẫn sẽ về các đường nạn hệ nay em không biết về con đường tu trị. Này các thầy, nay em muốn biết về con đường tu trị để đây con sẽ tự tao hỏi ông thêm một lần nữa. Lúc giờ như là nhấc cánh tay lên, cầm nắm tay của ngài thành cầm những ngón tay của ngài thành hình bánh xe, rồi hỏi ngài thánh thầy, bây giờ ông thấy gì chăng? Ngài thầy đưa ra, Đức Phật bảo ông thấy gì? Ngài thầy đưa ra, vậy ông thầy Như Lai nhấc tay lên, cầm nắm ngón tay của ngài thành nắm tay, rồi từ đó phóng lên xe cho lọ mắt con. Đức Phật bà ảo ông dù đại thầy, ông dù cái gì đại thầy? Ngài thầy thưa rằng dễ con về đại chúng đại thầy trong ba mắt của mình, dễ con về đại chúng đại thầy với con, dễ con về đại chúng đại thầy trong ba mắt của mình. Phật bà ảo thầy này, ông vừa đáp rằng Như Lai nhấc cánh tay lên, rồi cắm nắm tay của ngài thành nắm tay, và từ đó phóng đen sáng cho lò tâm và mắt con. Ông có thể là chung với mắt của ông, có thể là chung với mắt của ông. Nhưng điều gì khi ông nói rằng tâm con bị cho lò khi thành nắm tay té? Ngài thầy thưa ba rằng, thưa ớt tôn, thưa ớt tôn, bây giờ Như Lai học vị trí của tâm con dùng tâm để tìm kiếm con khác về cơ thể, có thể quyết định đó là tâm con. Đức Phật bảo không, cái thầy đó cho phải tâm không? Ngài cái thầy kinh ngạc liền, rồi còn cho ngồi chắp tay về bạch Phật Đà bạch Thế Tôn, nếu chẳng phải tấm con thì nó là gì? Đức Phật bảo ngài thầy, nó là tấm tưởng sanh khởi từ tưởng vọng, nó là tấm tưởng sanh khởi từ tưởng vọng của trần cảnh hiện tiền. Nói mà trong tánh của ông khiến ông tự thị đến nháy nhận dạng của ông về đêm mắt bổn nguyên thường hằng của ông. Như đó ông phải ở thọ luân chuyển sắp sanh tử. Ngài thầy thưa bà rằng, thưa tôn, con là người họ cũng nhớ của Phật, của Như Lai, do thưa ông Phật nên con xuất gia. Tâm con không chỉ riêng cũng vừa cho Như Lai, mẹ cho đem phụng sự cái vị thiện Phật, tiếng vị thiện cho tao biết khá có số lượng nhiều chúng với trần. Có đề dụng với tao phép đại dụng mạnh này để đem có lèn khó lèn gọi chấm cho phép. Dễ sự nếu có người bị cho phép về nói rằng bệnh viện rồi căn lành thì đó chính là tấm con. Nếu sự động của tao hiểu chẳng phải tâm thì có chẳng cái tấm, có sĩ động như nên bắt hay khúc gỗ bởi rồi có sĩ biết đó thì chẳng cái gì tồn tại. Vậy sao Như Lai nói rằng đó chẳng phải tấm con? Nay con đã kinh hoạt về những đời chúng nó đây, không ai mẹ chẳng hồi ngay cái mong Như Lai thương xót mẹ cái kính mong Như Lai cái thốt kính mong Như Lai thương xót mẹ có thể cho những kẻ vô ngộ. Cứ bây giờ Như Lai khai tại những ngày định hệ và cả đại chúng đưa vào của sáng pháp nhận từ cho tòa sơ tử Như Lai cho định hồn của ngày đại về bản định hệ ra. Như Lai thường nói rằng cái vết sanh là sự biểu hiện của tâm, và tất cả chúng sanh đều bị chưa phải bỏ định lực nhân quả từ thế giới đến cái hẹp với tròn nhân bởi tâm mà được sanh ra. Này thầy, nếu quan sát căn nguyên của mọi thứ trên thế gian, từ có lẽ tới đóng hoặc sẽ tới, mọi thứ đều có tự thể. Cho dù không cũng có tới mà đặc tánh, hỗn hợp là cái tâm thanh tịnh ví dụ sáng, là tánh của tất cả trạng thái đều bộ về không có tự thể sao? Nếu cứ khăng khăng rằng tánh hiểu rõ phân biệt và nhận biết là tâm, thì để lấy cái tâm đó phải thành sự nhận biết riêng về đó sẽ tách rời tất cả sự hợp của cái tròn sẽ thanh hương vị xuất phép. Tuy nhiên như bây giờ ông đang nghe thấy một tê trong bộ âm thanh mà ông được trong bộ âm thanh mà có thể phân biệt người được nghĩa lý, cho dù có thể đem bằng mọi sự thấy nghi hiểu biết về nào lọc bên trong, nhưng hình bóng của sự phân biệt về chẳng phải vẫn còn. Tế không chỉ ban chấp nhận đó chẳng phải tâm ông hãy xem xét tại Mỹ cái ông, nhưng ông hãy xem xét tại Mỹ tâm của ông. Nếu tánh có
nếu tánh có công việc khi rồi có những biện của trong bộ thì đó tức là tâm, thì đó tức là tấn tâm không. Trái lại nếu tánh chẳng có, tức là được gọi các chồng, tức là nó tức là những, nó tức là những biện của giáo bộ là hình bóng của sự công việc, chẳng cảnh không có thân chậu. Nếu cái tâm biến đổi rồi gì thì nó tới đồng với ruột cá lông hay thở cái sọn ruột cá lông, nó sẽ tới đồng với lông ruột hay sọn thở. Như vậy theo thông con cũng từ đó mẹ dịu mắt, thế thì ai là người tu hành để chúng vui sanh bất nhẫn đây. Lúc bây giờ nghe thầy cái đại chúng đều đồng ý về không ai nói là gì. Phật đang thấy sự ý vô số người tu hành ở thế gian, mặc dù nhận tiền trở qua chính loại vua thứ tự, nhưng vẫn không được lộ thành đạo chân do vợ chấp chữa cả phụng tử sanh tử mà nhập lẫn là chánh thọ. Cho nên tuy ông đây vẫn học rộng nhưng vẫn không được thành tấn quệ. Khi nói lời xong nguyện thầy lại nói lời về xuất thương. Tống vệ này là xét đó. Thấy có quỳ xuống chấp tay về bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kể từ lũ phái tám theo bạch xuất gia, con đệ kệ nương tình thương, con đệ kệ nương thần của Phật, con thường tự nghĩ rằng mà chẳng cần của nhà tu hành làm gì, bởi như lai sĩ bé chết định cho mình. Con hoàn toàn chẳng biết rằng tới tám của mọi người chẳng thể thay thế với nhau, chẳng thể thay thế với đâu cho nhau. Do đó con đánh mất bổn nguyên thường hàng. Tuy nay được xuất gia nhưng vẫn chưa vào đạo, mà đến nay mới biết rằng tí đi vào đoạn nhưng để ở chẳng tu hành gì thì chẳng học được gì kể. Đây với những cái kẻ cứ nói về tiếng Anh thì chẳng bao giờ nó kể. Thưa tôn nói chúng con hai chứng ngại cũng thường nẻo về chứng ngại cùi bía, nên do đó chẳng bía tự tánh thường tật của tam. Ta kính mong Như Lai tương số là những kẻ cùng khổ miệng lộ dụng nhân tâm về mỗi cái vấn đề cho chúng con. Lúc giờ từ trưởng chủ vẹn cho người Như Lai vọt ra quanh Minh Bảo, anh sẽ chỗ lò vợ trăm ngàn một xá, cũng đồng thời chịu khắp tất cả tài giới của chư Phật trong địa phương. Nó rõ về các đỉnh đầu của mọi chư Như Lai ở, nó rõ về đỉnh đầu của chư Như Lai ở mọi Phật đồ bảo, rồi trở về chỉ về đỉnh đầu của ngài Cảnh Thị về cái đại chủng. Khi ấy Phật bảo ngài Cảnh Thị: Tên đại sĩ và ông mà dưỡng lên phép chuyển lớn về khiến cho thầy chúng sanh được con mắt thanh tịnh đi vào mẹ khiến cho. Khi ấy Phật bảo ngài: Thế này sĩ vị ông mày dựng lên phép chẳng lỗi về khiến cho thầy chúng sanh được con mắt thanh tịnh để vào được con mắt thanh tịnh để vào ví dụ bí mật của thanh tịnh minh tâm. Vừa rồi đáp rằng nắm tay của tay phóng ra ánh sáng, nguyên nhân gì khiến cho nắm tay của tay phóng sáng, tay hành thành nắm tay như tay đèo và em gì đã thấy. Ngài Thầy tôi vô rằng: Thưa tôn, do toàn thân của Như Lai có màu sẽ như bè dưới sông Long Kim về đạo tạm như hồ nội bảo, do từ tại tội nó có sáng phóng ra, con thật sự tầm mắt nhìn thấy Như Lai những cái tay lên trong người thể, rồi cắm nắm tay có hình bánh xe của ngài lại nên mà gỡ từ cụ nắm tay. Phật Ngài Thầy: Tên đấy sẽ nói là thật chống rõ với thí dụ đó, những ai được có chế tài sẽ được cái ngộ. Ngài Thầy hãy lấy nắm tay đây làm thí dụ. Nếu chẳng cái tay tay chẳng thể lực thành một tay, nếu chẳng cầm áo có thể nhìn thấy. Quê thí dụ về cầm áo của ông về nó tay sự sao này cò giống nhau cha. Ngài Thầy thưa rằng: Thưa tôn, nếu chẳng cầm áo con không thể nhìn thấy vì vậy. Quê thí dụ về cầm áo của con và nó tay con la sự sao này là giống nhau. Đức Phật bảo: Ông cho rằng sự sao này là giống nhau tuy nhiên nó chẳng tiêu đồng vì sao thế, bởi nếu chẳng có tay tay hoàn toàn chẳng thể làm một thành một nắm tay. Nếu chẳng có má ông chẳng phải hoàn toàn không thấy hết vì sao thế, bởi nếu hỏi những mùa trên đường phố rằng ông có thấy gì chăng, ngoại không ngại về đẹp rằng bây giờ con thấy tôi ông trước mắt về công việc không có gì cả để nhìn. Quay xét về nghĩa ngày này chẳng cảnh là tuyệt đối chữa thì dễ chẳng hề tổng giảm. Ngài thấy bạch phật đà và đã tôn những người mù chỉ thấy tôi trước mắt thì làm sao có thể gọi là thầy. Phật bản anh thấy nếu đặt những người mù chỉ thấy tôi trước mắt về người mở sáng và một trong hầm tối tăm thì anh rồi đến tối này cái gì này cái biệt hay chẳng cái biệt. Ngài thấy thưa tôn hai loại điện tội như người mở sáng về người mù chỉ thấy tôi trước mắt, hai loại điện tội này chẳng khác biệt nhau. Này có thể dễ sợ nếu người một chỉ thấy tôi ông trước mắt bỗng nhiên là thầy sẽ trở lại về thầy đủ mọi sách trước mắt, ông có thể gọi là mà thầy. Nếu
nếu người bán xe ở trong một phòng tổ 8 mẹ tổ 8 chỉ tại tối đi chứ mà bỗng nhiên điện thoại học sinh trở lại về cũng thấy đủ mọi chính xác trước mắt, ông có thể gọi là mặt thầy, ông có thể gọi là điện thoại không lúc bây giờ điện có thể tải thì sẽ có thể gọi là điện về lại, nếu điện có thể tải thì liên quý gì tới người bán xe, cho nên phải biết rằng cái điện lọt cái liền có thể lộn xác về nhìn thấy như thế đến từ máy chứ hoặc chứ có phải cái biển về mắt có thể lộn xác về tánh thái như thế đến từ tấm chứ không phải con mắt. Mà dù nghĩ này về cái đại chủ đề lắng nghe nó vẫn chứ cái độ nó giữ lặng, họ hy vọng là sẽ tiếp tục nghe cho phép nghe là dạy từ mấy tiếng giảng của Phật, họ chờ đợi thanh tịnh ấy, họ chấp tay thanh tịnh ấy về chờ đợi là giờ bảo tự quy của Phật. Lúc bây giờ Như Lai mà giữ cánh tay ra mở lòng bàn tay trong sáng và mềm mại như mới gòn, cỏ mình lưỡi giữ cái ngón tay về cỏ hình bánh xe cho cái ngón tay. Lúc bây giờ Phật biển ngành hệ với các đại chúng rằng sau khi về đạo tới sẽ đến vườn ná vì nhóm đó người biết số dạy một tể về cùng với bốn chúng đệ tử các ông mày nói rằng sau về cái xuất sanh không thể thành Phật đạo hay thành đạo cho là do họ bị mơ họ bởi phiền não tựa như và du khách hay phi trần đương thời các ông cho nhân duyên gì mẹ khái ngộ về được thành tựu tánh quẻ. Khi ấy ngài dập một tay đứng dậy về thưa Phật rằng thưa tôi những vị chuyên dạy hiện tại những vị chuyên lễ người gì ở đây vốn là người làm giáo với tên gọi là dạy do cái ngộ chữ cái tròn nên có được thành tựu quẻ. Thưa tôn với nhân có du khách dựng chân quen trọ nọ để ăn uống hộp ngủ với đêm. Khi nghỉ ngơi họ ăn uống xong họ liền tôi sớm mình treo mà lên đường công nhận rồi nó lại nếu người ấy là chủ thì sẽ không ra khỏi suy ngẫm với tôi vừa đó người không ở lại gọi là chủ do chợ chỗ lâu nên nó là đồng thời là nữa với như bầu trời là nữa với như chọc bầu trời mưa vừa tạnh là buổi sáng một luồng ánh sáng trong thanh từ một chậu nho chịu xiên lò ảo người lò nhà bộ trong có những hàng bữa trong nhóm chung thể chó của cái trần giải động nhưng không là tự nhiên suy ngẫm với thì vụ đó tĩnh lặng là không về giai động là với chồng nếu có giai động nếu có di chuyển nó phục bẹo như thầy lúc bây giờ như lai cầm nắm tay cọ hình mình lúc bây giờ như lai cầm nắm tay cọ hình mình xía của ngài lại khi cầm thành nắm tay rồi mở ra khi mở nắm tay ra rồi cầm thành nắm tay về biển ngành thầy bây giờ ông thấy vậy ngành thầy như thế nào vậy cũng thấy như lai mở về khép bàn tay có hình mình xía trong bầu của ngài có hình ảnh xí cho bảo ở giữa đại chúng Đức Phật bảo này cái này ông tay bàn tay tay mở và kẹp lề bàn tay tay mở và kẹp hai tay dễ của ông mở và kẹp ngày này thứ rằng về bàn tay bảo của Như Lai tự mở và kẹp ở giữa đại chúng lề bàn tay của Như Lai tự mở và kẹp chứ thời giá của con tự mở và kẹp Đức Phật bảo cái gì là tỉnh ngày này thứ rằng về bàn tay Như Lai giai động cho thì giới của con chẳng hề cho thì giới chẳng có nhân thì giới của con vừa ngồi sợ tờ luôn nữa là cái giai đoạn sao đúng bảo chứ tại lúc bây giờ Như Lai phóng một luận xe ông bảo lúc bây giờ Như Lai phóng một luận xe ông bảo bây giờ có bản xe của Như Lai về sẽ nghe với phải của ngài thầy ngài cái thầy xe đầu về lập tức như xe bên phải Như Lai lại phóng một luận xe khác sẽ nghe với trái người này thầy ngài cái thầy cũng xe đầu mình xe bên trái lúc phòng bèo vừa rồi tại sao xe đầu ngài thầy thưa rằng về con thấy Như Lai phóng một luồng sáng với diệu sẽ ngang với phải con rồi một luồng sáng khác sẽ ngang với trái con sẽ ngầu sẽ bên phải và trái đi nhìn Đức Phật bảo này cái thầy vừa rồi sẽ đầu sẽ bên phải và trái đi thuộc quen đề đầu giai động hay thì giải có giai động ngài thầy thưa rằng thưa tôn đầu có giai động nhưng thì giải của con vừa còn sự tỉnh có nữa là cái giai động ở sao Đức Phật bảo như thầy khi ấy Như Lai biểu ngài thầy về cái đại chúng rằng các ông cần phải biết rằng những gì dao động này với chồng về chúng tự như du khách chẳng ở lại như vừa rồi các ông thấy đạo của ngày này dao động của ngày này dao động nhưng thời gian của ông chẳng hề dao động thì rồi khi khánh hội ta người ta té dao động nhưng thời gian của ông ta chẳng hề dao động thế thì tại sao ông nay vẫn cho rằng những gì dao động là thắng ông về những gì dao động là cảnh của nó về cảnh của nó với lại chúng hoàn thành vào việc theo từng niệm do đó
giờ là cho ông đem mở trang tâm giờ là cho ông đem mở trang tâm của mình về để những việc trên đèo do đem mở trang tâm trong do đem mở trang tâm của do đem mở trang tâm của mình về lại trần cảnh do đem mở trong do bỏ đem mở trang tâm do bỏ đem mở trang tâm về làm những việc trên đèo do đó ông vẫn luôn đối chuyện trong luân hồi.